Chào các bạn ha. Hôm nay chúng ta đi sang cái bài giảng về sự co lại của không gian khi một hệ quy chiếu đang chuyển động. Thì trước cái bài giảng trước đó chúng ta biết được rằng là nếu cái hệ quy chiếu gắn với cái tàu vũ trụ đang chuyển động thì một sự kiện xảy ra, laser bắn ra thu về, nó sẽ diễn ra trong khoảng thời gian delta t, coi như thời gian thật đi ha. Và chúng ta đang đứng ở trên một cái hệ quy chiếu mà diễn ra sự kiện đó thì coi như thời gian thật. Thì thời gian thật đó đó thì nếu mà cái sự kiện nó được đo bởi một người đứng dưới mặt đất thì cái thời gian thật đó nó dài, thời gian đo đó nó sẽ dài thời gian thật theo cái hệ thức này. Bởi vì chúng ta trong cái bài toán về thuyết tương đối hẹp á, mình lưu tâm hai ý như này nè. Đầu tiên là thông tin á, nó sẽ được truyền tải bằng gì? Bằng ánh sáng. Và khi chúng ta muốn so sánh bất cứ một cái hiện tượng hoặc quá trình nào giữa hai hệ quy chiếu, chúng ta phải có một cái thước đo bất biến trong hệ quy chiếu. Chúng ta phải đo với một cái thước đo bất biến thì mới ra cái kết quả, mới có thể gọi là xác nhận được ha. Thì cái thứ bất biến đó, nó dựa vào cái tin đề hai của thuyết tương đối hẹp, đó chính là vận tốc của ánh sáng là như nhau trong mọi hệ quy chiếu. Vậy thì tiến sang cái bài toán về đo kích thước không gian ha. Thì giả sử chúng ta có một cái người đang ngồi trên tàu vũ trụ cầm một cái thước đó ban đầu nó đang chuyển động với vận tốc là v u ha, ngang qua người quan sát dưới mặt đất. Thì ngay tại thời điểm bằng không á, chúng ta đo cái chiều dài kích thước dọc theo chiều chuyển động nha, chứ còn theo chiều đứng này thì không có gì thay đổi nha, theo chiều chuyển động. Thì chúng ta thấy nè, nếu như một cái người ngồi trên tàu vũ trụ ban đầu một cái đầu kích thước là trùng với góc tọa độ, cái đầu kia là ngay thời điểm M, ngay tại khoảnh khắc đó chúng ta bắn một tia laser đi ra từ A, bắn một tia laser đi ra từ A. Mục đích của chúng ta là bắn một tia laser đi ra từ cái đầu này của thước, đập vô cái gương ở đầu kia của thước, rồi dội về cái đầu này của thước. Sau đó chúng ta đo cái khoảng thời gian ánh sáng đi và về là hai chiều chiều dài kích thước đúng không? Chúng ta mang chia cho vận tốc ánh sáng là chúng ta sẽ có cái chiều dài kích thước. Thì chúng ta thấy nè, nếu mà cái người ngồi trên tàu vũ trụ á, thì thực ra họ chẳng có cái gì xảy ra đâu. Chiều dài họ đo là chiều dài thật, bởi cái thước nằm ngay trên tay họ rồi, đâu có gì khác đâu. Ánh sáng đơn giản là bay tới bay về trên một quãng đường giống hệt nhau, cho nên á, cái khoảng thời gian bay của ánh sáng nó chỉ đơn giản là 2L chia C hết. L đây là chiều dài thật của cái thước đo với cái người cầm cái thước. Vậy cái người đứng dưới mặt đất thì sao? Người đứng dưới mặt đất á, lưu ý là ánh sáng bay ra vẫn là C, bay về vẫn là C, nhớ nha. Thấy nha, vận tốc ánh sáng như nhau trong mọi quy chiếu. Thì khi ánh sáng bay ra là cái đầu thứ nhất của cái thước trùng góc tọa độ, khi nó bay ra thì nó cả cái thước này AM sẽ di chuyển về phía trước, cho nên ánh sáng bay ra nó sẽ không đập vào M mà nó đập vào khi M nó chạy đến MA, nó sẽ đuổi theo cái thước đến MA. Vậy cho nên là cái trong lúc mà nó đập vào MA thì cái đầu kia của thước đến điểm A rồi, AM bây giờ thành A mới MA, sau đó đập từ MA về. Trong lúc nó đập từ MA về thì A nó chạy đến A lúc đó, nó chạy đến điểm B rồi. Cho nên khi nó đi về, nó đi quãng đường ngắn hơn. Thú vị hả? Cho nên chúng ta bắt buộc phải tính thời gian bay của ánh sáng là thời gian đi và thời gian về. Thì thời gian đi này, nó là A chỗ này, MA đến chỉ C. Bởi vì ánh sáng nó phải đây từ cái điểm này, từ cái điểm này, với điểm A này nha, A này A phải, từ điểm A này. A đến là MA, chỉ C. Và cái quãng thời gian đó đó, nó cũng chính là quãng thời gian mà M đi đến MA với vận tốc V, nó U, vận tốc U, cho nên nó là MMA chia U. Mà MMA thì bằng bằng cái gì? Bằng AMA trừ cho chiều dài cái thước là L phẩy, là cái chiều dài ban đầu. Trong con mắt của người này đo là AM nó không phải L nhưng mà là một cái L phẩy nào đó chúng ta chưa biết, cho nên là nó bằng AMA đem trừ cho L phẩy. Tôi không viết cái A chỗ này là A, M này là L nha, bởi vì trong con mắt của người đứng dưới mặt đất á, cái điểm M này chưa chắc là cách cái điểm A đúng bằng L đâu, bởi vì chúng ta đang muốn tính là nó là như thế nào. Cho nên nó là AMA, A đây là MA trừ cho chiều dài ban đầu là L phẩy nào đó. Vậy thì chúng ta thấy nè, nếu cho hai cái delta T phẩy này bằng nhau, chúng ta dễ dàng tính được AMA. Muốn tính được AMA, thế vào đây chúng ta có delta T một phẩy, đúng chưa? Thì khi ánh sáng bay ngược về từ MA về B thì làm tương tự thôi, không có gì hết, làm tương tự. Chúng ta sẽ có được delta T 2 phẩy. Khi mà chúng ta có delta T 1 phẩy và delta T 2 phẩy thì chúng ta có thời gian bay của ánh sáng.
từ đầu này đến đầu kia trong con mắt của người đứng dưới mặt đất. Thì delta t phẩy nó sẽ tính bằng cộng lại cộng hai cái này lại, một cái là một trừ beta, một cái là cộng cộng beta, với beta là u trên c, là cái v trên c này. Tại vì trong một số bài toán đó, người ta gọi vận tốc của tàu là v, trong một số bài toán người ta gọi vận tốc của tàu là u. Tôi giải cái trường hợp thứ hai này thành u cho nó đa dạng thôi chứ gì. Đại khái là tỷ lệ cái vận tốc của tàu nó bằng sao. Thì một cái là trừ, một cái là cộng, cộng lại thì ra cái bình phương thôi, cái này dễ mà, một số chung. Thì cái vấn đề nằm chỗ này là cái quãng thời gian của sự kiện ánh sáng bay đi và bay về, nó chính là khoảng thời gian cũng tương đương với sự kiện ánh sáng bay đi bay về trên con mắt của người quan sát trên tàu. Cho nên á, có một cái mối liên hệ giữa delta t phẩy và delta t theo cái hệ thức trước đây mình đã nói. Và lưu ý nha, trong cái bài toán về thuyết tương đối hẹp các bạn rất hay sai giữa phẩy và không phẩy, tức là delta t phẩy là delta t nào, delta t là delta t nào. Lưu ý cái chuyện đó giùm tôi nha, bởi vì trong tất cả mọi trường hợp mà các bạn chỉ cần ký hiệu sai một cái là các bạn giải ra sai hoàn toàn luôn. Cho nên là thời gian khi chúng ta không cần quan tâm đến phẩy không phẩy đâu, thời gian khi chúng ta đo thật, đo trên hệ quy chiếu gắn với vật, đo trên hệ quy chiếu gắn với cái hệ đo đó thì nó không có gì xảy ra hết. Nhưng mà nếu mà thời gian đó đo trên hệ quy chiếu đứng yên thì nó sẽ phải dài hơn thời gian thật. Lưu ý nha, chúng ta chỉ cần quan tâm là thật và quan sát thôi. Thì thật là xảy ra trên hệ quy chiếu gắn với vật, gắn với sự kiện, còn quan sát là đứng ở hệ quy chiếu khác, hệ quy chiếu đứng yên trên mặt đất. Thì giữa hai cái hệ thức delta t phẩy và delta t thì nó có một mối liên hệ, đó chính là delta t phẩy và delta t liên hệ với nhau theo biểu thức này. Ở bên này thì delta t phẩy bằng delta t chia, tôi biết delta t là delta phẩy nhân, không có gì hết. Thì từ đó chúng ta so sánh thôi, không có gì hết. So sánh cho delta t phẩy và delta t theo cái hệ thức này nữa, thế vô delta t phẩy nhân với cái này nữa thì bằng cái này. Thì chúng ta có một cái mối liên hệ giữa l phẩy và l co lại. Cái căn này bé hơn 1, nhỏ lên là. Tức là nếu như tôi ngồi thì cái tàu của tôi đo cái thước dài 1 mét cái chiều dài thật là 1 mét. Tại vì tôi đang ngồi trên tàu, tôi đang cầm cái thước trên tay thì đó gọi là chiều dài thật. Còn tôi đứng dưới mặt đất tôi đo thì nó sẽ ngắn hơn so với cái chiều dài thật đó. Chúng ta thử thế một vài cái giá trị và chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta chuyển động với vận tốc nhỏ hơn và tốc ánh sáng ở cái mức là tỷ lệ là 0.1, 0.5, 0.9, 0.99 và thì chúng ta thấy là với chiều dài 1 mét thì nó nhỏ hơn 1 mét một tí, tỷ lệ đo dưới mặt đất nếu mà khoảng 0.5 thì nó là nhỏ hơn khoảng 1,15 lần, nếu là 0.9 thì ngắn thì khoảng 2 lần. Còn trong 999 thì ngắn này hầm 2 lần, bẹp lại. Nên cho nên chúng ta làm bằng cái ly như thế này, là di chuyển ngang. Thì cái đường kính của cái ly như thế này, nó sẽ co lại. Nếu chúng ta đứng ở đây chúng ta đo, còn chúng ta ngồi đến cái ly chúng ta đo thì nó vẫn vậy. Cái ly này 10cm, thì nó là 10cm. Còn tôi đứng dưới mặt đất tôi đo, thì nó sẽ bẹp lại. Bẹp lại tức là sao? Ví dụ cái hình tròn như là di chuyển, thì nó sẽ bẹp theo đầu lại, bẹp theo hướng này lại, thành hình elip. Kiểu như vậy. Cái chiều cao thì không được. Do đó chúng ta thấy rằng là gì? Khi mà chúng ta chuyển động với tốc độ cao và cái người đo là người đứng dưới mặt đất nhìn một đối tượng chuyển động với tốc độ cao thì tất cả mọi sự kiện trên cái hệ quy chiếu đó sẽ bị kéo dài ra. Ví dụ như 1 năm trên đó thì bằng 10 năm như thế này. Là cái chuyện dưới này đo khoảng thời gian từ lúc thằng bé nó sinh ra đến lúc nó 1 tuổi. Ở trên đó đo thì là 1 tuổi, 1 năm. Tới đó là thời gian thật. Ở dưới này tôi nhìn nhé. Tôi nhìn thì quãng thời gian từ lúc nó sinh ra đến khi nó lớn từ đó thì ở dưới này tôi nhìn là thấy 10 năm. Nếu một người đàn ông bụng phệ di chuyển thì chúng ta thấy là cái bụng phệ từ cái lưng đến cái bụng khoảng 60cm thì khi di chuyển thì mình sẽ nhìn thấy họ xẹp lại, họ ngắn lại về phương di chuyển. Còn nếu họ bay như thế này như siêu nhân thì họ ngắn lại về chiều dài. Chúng ta co cái chiều dài theo phương di chuyển. Cho nên là nếu các bạn muốn thon thả, xẹp bụng, chạy nhanh lên. Rồi, cảm ơn các bạn. Và cái này nó sẽ là cái tiền đề để chúng ta học cái phép biến đổi Lorentz trong cái bài giảng sau.